Quý vị các bạn, bây giờ tôi thử quạt Zipline này nhá. Đây, nó hoạt động bình thường này. Đấy, hoạt động bình thường. Đấy các bạn thấy không? Chạy số 1, số 2, số 3 bình thường. Đấy, số đang nhảy đây này. Còn chuyển bên này, chạy bên này bên tia tức là xịt quinh này. Xịt quinh này này, tức là cái nút này này, bấm này. Đấy, bấm bật nổi đó nhá. Nhưng mà bên trên nó không chạy. Đấy các bạn thấy không? Có đẩy phát. Đẩy phát nó là nhích được không? Đấy là tính như thế là chạy lên đấy, nhìn đẩy bên nào đấy là nhích sang đây đấy, có khi là chạy vậy đấy các bạn thấy không, nó nhúc nhích được đấy, có khi là chạy được đùa bùi thì nó là dừng đấy. Đấy như vậy đấy, nó là mình chạy nhá, nhưng bây giờ thì nó chạy đôi lúc thế, buổi có thể quạt buổi đêm nó dừng lên lúc ngắt là tự nhiên chạy được. Vậy nhá, chúng ta nên thay cái này nhá. Thay đây là cái trục này nhá. Nhưng trục trang điện này khó tìm các bạn này. Thế tôi vặn ra hai bên, vặn ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay cái này nhá. Để chúng ta tắt đi. Đấy. Rồi, chúng ta cài cái này ra nhé. Chúng ta tháo cái này ra nhá, cái này rất quan trọng nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo cái cục năng ra này, cái này chúng ta tháo ra này. Đấy. Bây giờ chúng ta phải đẩy cái này ra các bạn nhé, đóng làm sao đóng cái này ra để bên này xong chúng ta dùng cái đẩy. Đây bây giờ chúng ta tháo ra cái này các bạn nhé. Đây bây giờ chúng ta rút cái này ra. Đấy, đây trục năng của nó này. Bây giờ chúng ta bỏ trục năng thường của mình có thể xem sao. Đây trục năng thường nhé, loại mới nhé, có được cụ thể nó như thế nào nhé, mình cũng không biết nó được như thế nào đây. Đấy. Còn cái này thì chúng ta bỏ vào, đẩy vào. Đẩy vào như thế này. Để thế nào các bạn nhé, để chúng ta đóng vào. Rồi, ok rồi. Bây giờ thì chúng ta vặn hai vít hai bên nhé, vít của nó vít ngắn nhé. Đây, bây giờ chúng ta thay cái này các bạn nhé. Thay đây, và chúng ta thử nhé, thay thử cụ thể như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái này. Đây, cắt đây này. Đấy, ta rút ra. Còn cái này thì chúng ta cắt đây. Đấy. Rồi, chúng ta tiến hành nối lại nhé. Nối cái này lại nhé. Rồi đấy, chúng ta đã thay các bạn nhé. Thay xong đây nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử để xem sao nhé. Nếu mà có nó dừng rồi thì coi như là cái đúng cái này. Còn cái bên dưới này chúng ta đã chưa bỏ này. Rồi. Đấy, chúng ta đợi cái này vào. Xong nhé. Bây giờ chúng ta dừng giày, chúng ta thử nhé, sau chúng ta đóng nhé. Bây giờ các bạn nhé, thấy nó kén kia chứ mà anh. Đấy, bây giờ nó chạy đều các bạn. Đấy. Các bạn thấy không? Nó chạy ok rồi nhé. Bây giờ chúng ta thay cái cục motor ấy thôi, motor điện thôi. Đây, cục của nó ở đây. Đây và thay cục mới vào đây. Đấy. Là nó như vậy nó đã chạy được nhé. Thường các bạn cầm cái ngắt bên này kéo bên kia mà nó chạy được bình thường thì coi như là cái cục này nó bị nhá. Bây giờ chúng ta chỉ cần đóng rồi thôi. Tôi đến đây cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã đón xem nhé. Chúc mọi người thành công nhé. Chào, cảm ơn mọi người.